Thưa quý vị và các bạn, trong suốt cuộc đời hoạt động đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng bôn ba qua nhiều nơi trên thế giới. Nhưng nơi người đã đi qua cho tới nay vẫn còn lưu giữ những dấu chân và những kỷ niệm đầy xúc động về người. Với những đồng bào Việt Kiều sống tại Vân Nam Trung Quốc, những kỷ niệm, những hình ảnh của người luôn là những gì giản dị, gần gũi, thân thương và cao quý nhất. Vào tháng 4 năm 2005, hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức sang Vân Nam thực hiện bộ phim tài liệu Bác Hồ ở Vân Nam để ghi lại những kỷ niệm về người trong lòng đồng bào Việt Kiều tại Vân Nam Trung Quốc. Nhân dịp kỷ niệm 116 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin trân trọng giới thiệu tới quý khán giả bộ phim tài liệu Bác Hồ ở Vân Nam. Vân Nam là một tỉnh cao nguyên của Trung Quốc, nằm ở phía Tây Nam, giáp với biên giới Việt Nam. Đây là địa bàn cộng cư của nhiều dân tộc, từ lâu đã gắn bó thân thiết với nhau trong một cuộc sống yên vui. Nơi đây, khí hậu quanh năm ôn hòa, phong cảnh thiên nhiên vốn đã tươi đẹp lại được con người gìn giữ tôn tạo càng thêm hấp dẫn. Vân Nam nằm giáp giới các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng của Việt Nam. Nhân dân hai nước từ lâu đã có mối quan hệ láng giềng khăng khít. Mối tình hữu nghị ấy càng thêm ý nghĩa bởi Vân Nam là nơi Bác Hồ đã từng qua lại nhiều lần trong cuộc đời hoạt động cách mạng không mệt mỏi của mình. Từ những năm đầu thế kỷ 20, người Pháp đã khởi công xây dựng tuyến đường sắt Điền Việt nối Hải Phòng với Côn Minh, dài khoảng 700 km, xuyên qua miền núi non hiểm trở. Hơn 20.000 người Việt Nam bị Pháp bắt phu sang Vân Nam đào hầm phá núi bắc cầu. Bởi vậy, dọc theo tuyến đường sắt này có khá đông bà con Việt Kiều sinh sống. Là thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Côn Minh luôn là một trung tâm đô thị sầm uất. Thành phố cao nguyên này đang đổi thay mạnh mẽ. Tuy vậy, bên trong cái vẻ hiện đại mang dáng dấp phương Tây vẫn còn lưu giữ nhiều đường phố cổ, gợi lại những hình ảnh của một Côn Minh từ mấy thập kỷ trước. Tháng 2 năm 1940, Bác Hồ từ Quảng Tây sang Vân Nam bắt liên lạc với chi bộ Vân Quý, tổ chức cộng sản đầu tiên trong Việt Kiều tại Vân Nam. Đồng chí Vũ Anh, một cán bộ lãnh đạo của ban hải ngoại, đưa Bác đến ở nơi làm việc của mình tại hiệu dầu Cù Là Vĩnh An, đường phố Kim Bích. Đời sống của nhân dân Vân Nam lúc ấy rất cực khổ dưới sự thống trị của Long Vân, viên tỉnh trưởng khét tiếng chống cộng sản. Phố Kim Bích hôm nay đã thành một đại lộ thanh thang, nhưng người ta vẫn nhận ra cái dáng vẻ của phố cũ bởi công trình kiến trúc đặc trưng này, tuy nó đã được tu tạo khá mới mẻ. Hiệu dầu Cù Là xưa Bác từng ở nay chỉ còn trong các tập ảnh tư liệu, nhưng những kỷ niệm về ngày ấy thì vẫn in đậm trong ký ức của bà con Việt Kiều sống ở Côn Minh. Gia đình ông Trần Đức Phú sinh sống ở Côn Minh khá lâu, từ khi cha ông bị mộ phu sang Vân Nam làm đường sắt. Nhiều năm nay, ông Phú là chủ tịch phân hội Việt Kiều tại Côn Minh. Những năm Bác Hồ ở đây hoạt động ấy, thì lúc đó tôi rất nhỏ, mới có 12 tuổi. Cho nên thì cũng chỉ nghe được một phần là Bác Hồ hoạt động nhất thôi. Thế ở đây là Côn Minh này có ông Trần Bình Chiểu, lúc đó là tham gia Hội Giải Phóng, thì hay trực tiếp với Bác Hồ đó. Cho nên là ông rất rõ
về những hoạt động của Bác Hồ hay là Bác Hồ hay là những việc gì thì ông rất rõ. Chúng tôi theo ông Phú đến nhà ông Trần Bình Triều, người đã từng được phân công bảo vệ Bác ở Côn Minh. Mặc dù đang bệnh, nhưng khi nhắc đến kỷ niệm với Bác Hồ, ông cụ 87 tuổi này bỗng như khỏe lại. Tôi đi bảo vệ Bác thì là không phải là trực tiếp mà gián tiếp thôi. Tôi vỡ nát khẩu súng ở trong người tôi. Thì nay tôi cũng đi trước. Đi trước tôi quan sát ở cái chỗ mà Bác tập thể dục đó. Xem là nó có cái tình gì không. Thì bệnh quốc đơn giản nó có bố trí người đến để làm gì mình không. Thế thì không, ở đây thì cũng không có. Thế thì bao giờ hoặc là tôi đi trước, có khi rồi lại đi sau xem cho nó có theo dõi không. Đấy. Thế còn mà đi ăn những nơi nữa, đấy là nơi là một nơi mà Bác lên cái bảng nó Bác tập thể dục. Thế còn một cái nơi nữa thì ở trong thành nữa. Đó là Văn Miếu Côn Minh. Cảnh quan nơi đây tao nhã mà khoáng đạt, sang trọng mà gần gũi, và hẳn đã từng gợi nhớ về hình ảnh đất nước quê hương đang còn chìm trong đói khổ, càng làm tăng thêm ý chí sắt đá giải phóng dân tộc mà Bác hằng nung nấu. Đường phố Côn Minh vẫn còn nhiều nơi giữ được dáng vẻ của kiến trúc mấy chục năm về trước. Ngày ấy, để tránh sự nhòm ngó của đặc vụ tưởng giới thạch, Bác chuyển về nhà số 67 đường Hoa Sơn Nam, nay đã đổi thành số 91. Bác thường gặp gỡ các đồng chí mình ở trên gác. Dưới nhà có bà cụ Phạm Thị Tâm làm nghề giã giò, thường xuyên nấu cơm cho Bác và mọi người cùng ăn. Chẳng còn một tấm ảnh hay kỷ vật nào của bà Tâm ngoài cái tên ghi trong cuốn sổ mộ là bà cụ giã giò. Ông Phú dẫn chúng tôi tìm đến mộ bà. Đó là ngôi mộ số 13, hàng B14, trong khu nghĩa trang của Việt Kiều ở Côn Minh. Nơi đây quanh năm yên tĩnh, chỉ có tiếng thông reo trong gió như du mãi vào giấc ngủ ngàn thu của những con người trọn đời xa xứ. Ga Chỉ Thôn nằm ở vị trí đặc biệt trên tuyến Hà Khẩu - Côn Minh. Đây là nơi tập trung Việt Kiều đông nhất ở Vân Nam. Tháng 4 năm 1940, trong chuyến khảo sát phong trào Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng địch hậu Viện Hội, Bác đã lưu lại ở Chỉ Thôn khá lâu. Chúng tôi là chủ căn nhà số 38, phố Minh Khê, Chỉ Thôn. Hồi trước, bố mẹ chúng tôi kể lại rằng Hồ Chí Minh của Việt Nam đã từng đến và ở trên gác nhà chúng tôi. Nằm giữa phố Nam Khê, ở thị trấn Chỉ Thôn, căn nhà này vào năm 1940 là nơi đồng chí Hoàng Quang Bình mở hiệu cắt tóc và làm địa điểm liên lạc hội họp. Khi đến ở đây, Bác đặt tên là hiệu cắt tóc Bình Dân, tranh thủ mở các lớp huấn luyện ngắn ngày và đặt ra yêu cầu Chỉ Thôn phải tổ chức cho được đường dây liên lạc về nước. Tại căn gác nhỏ này, Bác đã tổ chức nói chuyện để vận động tuyên truyền cách mạng cho quần chúng thanh niên Việt Kiều, trong khi thế lực Quốc dân đảng ở đây đang rất mạnh. Năm 32-33 thì tôi còn nhỏ nên không nhớ gì. Đến như năm 38-39 thì tôi biết anh Quang và các anh ấy đã tổ chức họp hành trên căn gác này. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thường hội họp ở đây. Trong khu vực Chỉ Thôn có một mạch nước do khe ngầm phun từ dưới lên, dân quanh vùng gọi là giếng rồng. Bác thường ra đây đứng lặng hồi lâu rồi bảo với mọi người hướng của giếng rồng trông về phía Việt Nam. Đó là nỗi niềm tâm sự sâu kín
là sự khắc khoải khôn nguôi của tình yêu quê hương đất nước, chất chứa trong tâm hồn một con người bình dị mà cao cả. Từ thực tế ở Vân Nam, Bác chỉ đạo công tác của Ban Hải ngoại lấy danh nghĩa Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng địch Hậu Viện Hội để tuyên truyền cách mạng. Bác đề nghị đổi tên tờ báo Đồng Thanh thành DT với nhiều nghĩa là Đồng Thanh, Đánh Tây, Đồng Tâm, Đấu Tranh. Sau khi Bác rời Vân Nam đi Quảng Tây vào cuối năm 1940, ông Hoàng Quang Bình chuyển nhà từ Chỉ Thôn về Nghi Lương. Thời gian này, Quốc dân đảng đang giáo giết lôi kéo quần chúng. Theo hướng dẫn của Bác, ông Bình vẫn mở hiệu cắt tóc và biến nó thành nơi tuyên truyền vận động quần chúng ủng hộ cách mạng Việt Nam. Ông Đào Văn Quang sinh ở Vân Nam nhưng quê gốc Nam Định. Bố ông ngày trước là công nhân lái tàu tuyến Hà Khẩu Chỉ Thôn, thường qua lại hiệu cắt tóc Bình Dân của Hoàng Quang Bình. Cái hiệu cắt tóc đó đấy, nó là cái nơi liên lạc mà Bác Hồ đã thân chinh đến đó để bồi dưỡng và giáo dục cho các anh em công nhân là không nên cờ bạc nữa, không nên chơi lu bù nữa. Bây giờ Pháp nó tuyển mình sang bên này đã kham khổ như vậy thì mình phải tìm một con đường để mà thoát, để mà sống. Thì chỉ có con đường là đi theo cách mạng. Thế cho nên là Bác Hồ đã giáo dục và giúp đỡ cho các anh em, và từ đó thì các anh em cũng không cờ bạc gì nữa. Thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với quần chúng, Bác đánh giá cao tinh thần cách mạng của Việt Kiều ở Vân Nam và luôn nhắc nhở các đồng chí trong chi bộ Vân Quý phải cảnh giác khi hợp tác với Việt Nam Quốc dân Đảng. Mông Tờ là thành phố trung tâm của một khu khai thác khoáng sản nổi tiếng, nhưng lại có cái vẻ yên ả đến lạ lùng. Ký ức về cuộc sống với bao nhiêu biến động như những lớp sóng ngầm bên dưới mặt nước Nam Hồ, ngàn năm phẳng lặng, không chịu chìm vào xa xăm. Những người Việt Nam sinh sống ở Mông Tờ vẫn thường gặp nhau tại khách sạn Hoa Việt, cơ ngơi của chị Kim Hoa, một Việt Kiều trẻ tuổi, làm ăn khấm khá. Trong đời sống tình cảm của con người, những kỷ niệm tốt đẹp bao giờ cũng còn mãi với thời gian và càng trở nên thiêng liêng khi thức dậy trong cái không khí ấm áp của những con người đồng cảm. Trong câu chuyện tưởng như không bao giờ dứt, họ nhớ lại những kỷ niệm về Bác Hồ. Người già kể cho người trẻ, người biết kể cho người không biết. Những câu chuyện về Bác cứ mộc mạc bình dị đi vào lòng người, như những bài học về đạo lý dân tộc, về nhân cách con người và cả về lòng chung thủy với tình hữu nghị đã được dày công vun đắp lâu đời giữa hai dân tộc. Sau khi Bác cùng đồng chí Phùng Chí Kiên đi kiểm tra phong trào ở các cơ sở Việt Kiều dọc theo tuyến đường sắt như Nghi Lương, Khai Viễn, Chỉ Thôn, Mông Tự, Hà Khẩu, trên cơ sở phân tích những diễn biến của cục diện chiến tranh thế giới, Bác đã tính toán đến những thời cơ cho cách mạng Việt Nam. Chúng tôi đều nói về vấn đề chiến tranh, thế thì là ông Vũ Sướng, ông vừa các đồng chí đang nói chuyện về trung lực chiến tranh cả. Thế thì về Việt Nam các đồng chí tính thế nào? Thế thì chúng tôi là không nói được cả. Thì năm nay này, về cách mạng Việt Nam chúng ta đấy, thì có hai cái cơ hội. Một là Hoa quân Nhật Việt, hai là Nhật Bản là đồng minh. Thế thì hai cái cơ hội này đấy, thì cái cơ hội nào đến trước thì chúng ta, đồng chí cách mạng chúng ta đấy, là nắm được một cái cơ hội để các bạn người ta khởi nghĩa. Nếu không đấy thì nước chúng ta bị qua phân. Chiến tranh Trung Nhật đang vào hồi ác liệt, lại thêm những hoạt động của Quốc dân đảng và bọn chủ tư sản Pháp
khiến cho cách mạng Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Bác căn dặn các đảng viên ở Vân Nam phải dùng hành động thực tế để ủng hộ cuộc kháng chiến của Trung Quốc. Nhiều Việt kiều đã tham gia trong các cuộc vũ trang chiến đấu. Nhiều người từ bỏ Quốc Dân Đảng sang với cách mạng. Lúc này phát xít Nhật đã vào Đông Dương, phong trào cách mạng trong nước đang phát triển mạnh. Ban hải ngoại của Đảng quyết định thành lập Hội Việt Nam Dân Chúng Vận Động Giải Phóng, gọi tắt là Hội Giải Phóng, để đoàn kết Việt kiều ủng hộ cách mạng đánh Pháp đuổi Nhật, giải phóng dân tộc. Ban lãnh đạo gồm các đồng chí Lê Tùng Sơn, Nguyễn Đức Cường, Lý Đào, Dương Bảo Sơn, Phạm Minh Sinh, Tống Minh Phương. Do biết Hội Giải Phóng là tổ chức của Bác Hồ nên kiều bào tham gia khá đông đảo. Bác Hồ làm cách mạng để giải phóng đất nước, đồng thời đã với lại vì dân vì nước, cho nên là Quốc Dân Đảng nó không phải vì dân vì nước, nó vì chính quyền để nó giữ chính quyền Việt Nam, cho nên chúng tôi không tham gia. Ở Vân Nam, Bác tham gia viết báo DT và tìm mọi biện pháp để báo chí đến với mọi người. Số kiều bào tìm đọc báo ngày càng đông hơn. Qua đó họ hiểu rằng Trung Quốc và Việt Nam lúc này cùng chung kẻ thù, phải ủng hộ cách mạng Trung Quốc, ủng hộ cách mạng Việt Nam, và càng vững tin theo Bác. Bác đã đến nhiều nơi, hiểu được tình cảm của đồng bào mình. Nhìn chiếc phao câu lờ lững trên mặt Nam Hồ, lại nhớ đến thói quen câu cá của Bác. Không biết đó là những phút giây thư giãn hay tập trung suy ngẫm về thế cuộc, chỉ biết rằng cả cuộc đời Bác vì nước vì dân. Cái bình dị đã làm nên sự vĩ đại trong con người Hồ Chí Minh. Nhà ga Khai Viễn nằm ngay trong thành phố, trên trục đường Côn Minh Hà Khẩu. Khai Viễn là một trung tâm công nghiệp nên trước kia phong trào công nhân khá phát triển. Căn nhà này Bác đã từng nghỉ khi ở Vân Nam. Khai Viễn là một trong những địa phương có số lượng Việt kiều đông đảo. Giống như nhiều nơi khác ở Vân Nam, Khai Viễn cũng có phố Việt kiều. Bà con chủ yếu sinh sống bằng những nghề buôn bán nhỏ hay mở cửa hàng ăn uống. Gia đình ông Trần Vinh sinh sống ở đây từ đã lâu. Khi Bác Hồ hoạt động ở Vân Nam, ông còn ít tuổi nhưng cũng đủ để biết rằng do ảnh hưởng của Bác rất sâu rộng nên hết thảy mọi người đều tin theo. Không nghĩ lúc bây giờ là Bác Hồ đã đấy rồi, một thời gian thôi. Thế là thanh niên lúc nào cũng muốn đến ở gần Bác, cũng bảo cái gì phải nghe cái. Gia đình cũng giáo dục như thế. Như là nhà tôi trả phòng của anh tôi cũng là theo sinh, tức là giải phóng rồi. Thế về những cái thằng bố lần trước kia nó ở Quốc Dân Đảng ấy, nó bảo ấy không chơi với chúng nó, phải biết đến mà học, đi mà học, đi từng thôn mà học. Trong cái giáo dục như thế, giáo dục luôn luôn nhớ đến Bác Hồ. Do ảnh hưởng của Bác và qua tuyên truyền của Hội Giải Phóng, bà con Việt kiều rất hăng hái ủng hộ cách mạng. Nhiều người tự rèn dao, mua súng đạn và thuốc men, quyên góp tiền để gửi về nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, Đại Quan Lầu vẫn nguyên vẹn là một di tích thắng cảnh nổi tiếng, hệt như ngày nào Bác từng qua lại Vân Nam. Không biết ngày ấy Bác có từng thả bộ quanh hồ, mắt đau đáu nhìn vọng qua Hội Trung Đình mà nặng lòng nghĩ về đất nước. Thúy Hồ vẫn đẹp lung linh trong ánh nắng vàng, thật xứng với biệt danh là hòn ngọc Minh Châu của non nước Xuân Thành.
một tên gọi khác của Côn Minh. Trong cái không khí đầy rạo rực của mùa xuân, bất chợt thấy một cánh chim lẻ loi bay về hướng trời nam, hẳn bác lại thấy chạnh lòng cố quốc. Tháng 5 năm 1940, Trung ương Đảng cử hai đồng chí Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp sang Côn Minh gặp bác. Năm 1940, tôi được khen Phạm Văn Thổ giao điện quyết định của Trung ương là tôi đi Côn Minh mà ở đó có thể gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc và cùng đi thì có anh đồng cùng đi. Lúc bấy giờ tình hình thế giới và trong nước đang đứng trước những kỳ biến chuyển có thể nói là long trời lở đất về chiến tranh, về cách mạng. Thì tôi đi sang Côn Minh được anh Phùng Thị Kiên, anh Vũ Anh, anh Cao Hồng Linh đón và có đồng chí đại diện Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Côn Minh. Thì về ở một nhà với là anh Phùng Thị Kiên thì các anh nói là đồng chí sang như thế là rất tốt, là anh và anh Đồng đợi đồ mấy hôm nữa thì có cấp trên đến gặp. Thì mấy hôm sau thì các anh nói là đồng chí Vương là đến và sẽ đợi hai anh ở Thủy Hồ. Tại đây, bác quyết định cử hai đồng chí Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp đi học quân sự tại Diên An, thủ đô đỏ của cách mạng Trung Quốc. Nhưng đúng lúc ấy, phát xít kích đánh chiếm Paris, bác nhận định tình hình đã thay đổi, liền gửi điện cho hai người và ký tên là Hồ Quang. Đến hôm sau nhận được một cái điện ký tên là Hồ Quang, nói là đồng chí Lâm là anh Đồng và đồng chí Dương ở lại, là bởi vì Paris đã thất thủ, ta ở lại về nước làm việc. Thì mấy hôm sau thì anh Phùng Thị Kiên đến, chúng tôi về về Quế Lâm. Rồi một thời gian sau thì bác về. Và tôi nhớ mãi là lúc mà gặp bác ở Quế Lâm, ở ngoại ô Quế Lâm trên một bài khó đó, thì bác bao giờ con người cũng bình thản thế. Nói bây giờ là tình hình thay đổi rồi, là bây giờ các đồng chí không phải đi Diên An nữa mà trở về Cao Bằng chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Ngày 28 tháng Giêng năm 1941, bác về Cao Bằng để trực tiếp chỉ đạo cách mạng. Tại đây, người đã dịch cuốn lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô ra tiếng Việt, làm tài liệu tuyên truyền và soạn thảo chương trình điều lệ Việt Minh. Tháng 5 năm 1941, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 họp tại Bắc Bó đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh. Này, ở trong nước, địa vị của thực dân Pháp đang suy yếu, phát xít Nhật tăng cường tấn công khủng bố cách mạng, âm mưu độc chiếm Đông Dương. Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế, bác và Trung ương Đảng đã tính đến thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ở Côn Minh lúc đó, có một sư đoàn không quân của Mỹ thuộc lực lượng đồng minh mang tên là đoàn Hổ Bay. Từ đây, máy bay chiến đấu thường xuất kích sang Việt Nam để ném bom vào căn cứ phát xít Nhật. Trong một lần như vậy, vào năm 1944, một máy bay của Mỹ bị quân Nhật bắn cháy, viên phi công phải nhảy dù xuống Cao Bằng. Ở chiến khu Tân Trào, biết tin nhân dân ta cứu được viên phi công Mỹ là William So, bác chỉ thị phải bảo vệ chu đáo để tìm cách đưa viên phi công này sang Côn Minh trao trả, vừa là để giúp đỡ phe đồng minh chống phát xít, vừa đặt mối quan hệ để đồng minh giúp đỡ cho cách mạng Việt Nam.
chỉ huy sư đoàn không quân Mỹ ở Côn Minh là Trung tướng Senon. Khi biết bác là lãnh tụ Việt Minh, lại là ân nhân cứu viên trung úy William So, Senon đã tổ chức tiếp đón long trọng và thân mật. Những yêu cầu của bác về việc thiết lập mối quan hệ giữa Việt Minh và đồng minh hầu hết đều được đáp ứng. Sau cuộc gặp gỡ giữa bác và Senon, người Mỹ đã giúp đỡ Việt Minh một số vũ khí đạn dược cùng nhiều quân trang vật dụng và thuốc men. Một đoàn chuyên gia quân sự đã nhảy dù xuống Tân Trào. Đại đội Liên quân Việt Mỹ được thành lập do đồng chí Đàm Quang Trung làm đại đội trưởng, thiếu tá Thomas làm tham mưu trưởng. Họ đã giúp đỡ xây dựng sân bay giã chiến Lũng Cò và đón được hai chuyến máy bay Mỹ chở vũ khí và quân trang quân dụng. Các chuyên gia quân sự đã huấn luyện kỹ thuật chiến đấu cho Việt Minh. Trong cuộc đời hoạt động của mình, bác đã từng bôn ba khắp năm châu bốn biển, nhưng có thể nói Trung Quốc là địa bàn có ý nghĩa rất quan trọng. Sau này, khi đã ở cương vị chủ tịch nước, bác nhiều lần sang thăm nước bạn và luôn nhận được những tình cảm nồng nhiệt đầy tình hữu nghị của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Trung Hoa. Tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc vốn có từ lâu đời, đó không phải chỉ là quan hệ láng giềng mà còn là tình đồng chí anh em cùng giúp đỡ lẫn nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc gìn giữ và tăng cường mối tình thủy chung giữa hai dân tộc. Năm 1959, khi đến thăm Vân Nam, bác yêu cầu được trở lại những nơi mình đã từng qua lại năm xưa. Đứng giữa rừng đá nhìn sang Vọng Phong đỉnh, dường như cảnh vật mấy mươi năm vẫn thế. Ở Thạch Lâm, bác nghỉ tại khu nhà này. Ông Triệu Văn Long được phân công phục vụ bác. Giờ đây, tuy đã 70 tuổi, ông vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm về vị lãnh tụ giản dị mà đáng kính ấy. Khi Hồ Chủ tịch đến Thạch Lâm, người đã tới ở khách sạn này. Hồi đó chúng tôi có tổ chức liên hoan ca nhạc để chào mừng người. Đoàn ca múa nhạc tỉnh Vân Nam đã đến biểu diễn, có rất nhiều tiết mục, trong đó có một bài dân ca Vân Nam mà Hồ Chủ tịch rất thích. Bài hát đó là Năm Nay Hoa Mai Nở. Nghe xong bài hát, Hồ Chủ tịch rất vui, người vỗ tay khen ngợi và hỏi: Hoa mai năm nay đã nở chưa? Cô diễn viên trả lời: Hoa mai năm nay nở rồi ạ. Thế là Hồ Chủ tịch lấy ít trái cây đưa cho cô diễn viên. Cô gái rất cảm ơn Hồ Chủ tịch. Bà Đỗ Lệ Hoa nguyên là diễn viên của đoàn ca múa Vân Nam. Bà đã từng nhiều lần hát cho bác nghe. Trong tình cảm của bà, bác Hồ là một vị lãnh tụ thật giản dị, dễ gần. Và chính cái cốt cách ấy đã khiến cho bà, cũng như bao người khác, càng thêm kính trọng người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Vân Nam nhiều lần. Tôi còn nhớ, mỗi lần Chủ tịch đến, bao giờ tôi cũng được biểu diễn cho người xem. Hồ Chủ tịch rất thích nghe các bài dân ca Vân Nam của chúng tôi. Nhớ đến hồi đó, lòng chúng tôi luôn luôn xúc động, bởi tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh là một ông già vô cùng bình dị, dễ gần, vô cùng hiền từ, mà không hề nghĩ rằng đó là một vị lãnh tụ. Nói Chủ tịch rất bình dị, dễ gần, nhưng chúng tôi luôn ngưỡng mộ người, vì người đã để lại một ấn tượng thật sâu sắc trong lòng chúng tôi. Ở Côn Minh, ban đêm thường rất lạnh. Lại nhớ đến khi bác thức trắng nhường giấc ngủ cho người cảnh vệ, hay lúc phải chống rét bằng viên gạch nung giữa khung trời châu Âu băng giá. Và bác đã thao thức bao nhiêu đêm dài ở Côn Minh. Ông Lại Thanh Thư nguyên là giám đốc sở lễ tân Vân Nam,
ông đã từng nhiều lần phiên dịch cho bác, từng đến thăm nơi bác ở tại Hà Nội khi người còn sống. Mỗi khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lòng ông lại thức dậy những tình cảm xúc động. Tôi đã nhiều lần được đến Việt Nam và cũng nhiều lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi vốn làm công tác ngoại giao nên đã gặp nhiều nguyên thủ quốc gia của các nước, gặp nhiều nguyên thủ quốc gia của chúng tôi. Trong con mắt của tôi luôn cảm thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ cực kỳ vĩ đại. Sự bình dị dễ gần của người, sự quan tâm đến tất cả mọi quần chúng và nhân dân của người, thực sự không ai là không thấy. Thật là một điều hiếm có. Cuộc sống không ngừng đổi thay, nhưng những giá trị nhân văn thì còn mãi với thời gian. Không chỉ có tư tưởng, mà là cả đạo đức và lối sống đã khiến cho hình ảnh Bác Hồ luôn in đậm trong tình cảm mọi người. Trong lúc chúng tôi thực hiện bộ phim này, ở Vân Nam đang diễn ra triển lãm quốc tế Expo 99. Đây là một cuộc hội ngộ văn hóa của nhiều dân tộc trên thế giới. Khi đến thăm triển lãm, chúng tôi bỗng gặp một người mang bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tay, mà sau này mới rõ là ông biết chúng tôi tới nên ra đón từ sáng sớm. Bác người Việt Nam à? Không ạ, tôi là Hoa Kiều, tôi đẻ ở Thái Nguyên ạ. Vâng. Tôi sao bác nói tiếng Việt giỏi thế? Vâng, tại vì tôi về năm 1951, thế ở nhà thì má tôi bắt tôi phải nói tiếng Việt. Đối với nhân dân thế giới, Việt Nam đồng nghĩa với Hồ Chí Minh. Giữa khung cảnh tưng bừng rực rỡ của hội chợ, căn nhà che chúc Việt Nam khiêm nhường, giản dị, gợi nhớ đến cuộc đời thanh bạch của bác. Lần theo chân bác giữa một Vân Nam đang đổi thay đến từng ngày, nhiều dấu tích đã không còn, bao nhân chứng đã mất, nhưng những câu chuyện về bác thì cứ lung linh truyền tụng như những huyền thoại. Chúng tôi chợt hiểu con đường của bác chính là con đường đi vào lòng người và trở nên bất tử. Trong tình cảm của bà con Việt Kiều, bác là đất nước, quê hương, là những giá trị tinh hoa của dân tộc. Kỷ niệm về bác bao giờ cũng là nỗi xúc động đến nghẹn ngào trong lòng những người con ở xa tổ quốc. Con đường nào bác đã đi qua, căn gác nào bác đã từng ở, những nơi nào bác đã từng đến. Thật khó mà kể được tường tận đối với một cuộc đời từng lặn lội khắp chân trời góc bể để kiếm tìm con đường giải phóng cho dân tộc. Trên con đường thiên lý ấy, Vân Nam là một chặng dừng chân tuy ngắn ngủi nhưng rất quan trọng. Trong suốt những thời kỳ bác hoạt động ở Trung Quốc nói chung, ở Vân Nam nói riêng, sự giúp đỡ của những người cộng sản và nhân dân Trung Quốc thật to lớn và đáng trân trọng. Con đường cách mạng đã đưa Bác Hồ đến khắp mọi miền trái đất. Trải qua bao gian khổ nhọc nhằn, niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng luôn là sức mạnh khiến Bác vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Mạch nước ngầm mạnh mẽ của giếng rồng hướng về phương trời Nam thân yêu hẳn đã gợi cho Bác nghĩ đến sức mạnh tiềm tàng của lòng dân, nguồn lực của cách mạng. Thật giản dị và cũng thật cao cả, đó chính là Hồ Chí Minh.